Trong trận đấu ngày hôm nay thì người giữ vai trò huấn luyện viên trưởng của Campuchia Kesit Erna không có mặt. Pha dứt điểm. Pha dứt điểm của Phan Văn Đức. Văn Đức cùng với Tiến Linh và Quang Hải đang là ba mũi tấn công của đội Việt Nam. Chúng ta cùng xem một lần nữa tình huống này. Thì Việt Nam mới thi đấu giải vô địch Đông Nam Á tại sân hàng đấy. Quang Hải có thể dứt điểm. Cầu thủ Việt Nam đang chơi rất thoải mái về tâm lý. Huyền My là một fan của câu lạc bộ Chelsea. Đây là tình huống mà Quang Hải có nhiều khoảng trống để dứt điểm, nhưng cũng có thể rất thoáng. Quang Hải dứt điểm, không vào. Pha bóng rất đẹp, pha quăng chân của Phan Văn Đức. Ông Park Seo đang bố trí sự chiến thuật với Quang Hải đã phía sau Tiến Linh và Phan Văn Đức. Quang Hải chơi lùi, phát huy sự sáng tạo. Một pha quăng chân trái rất hay của Phan Văn Đức. Rất tốt Quang Hải. Pha phối hợp đối mặt, không vào. Tình huống băng ra kịp thời của thủ môn Umbichet. Vậy là các cổ động viên của hội quốc hội Việt Nam tại khán đài B xem ở đấy. Phan Văn Đức là cầu thủ đã đón được truyền của Quang Hải. Pha thoát đi có thể nói là tốt. Quang Hải sút bóng trong hoang, pha dứt điểm chân trái khá nguy hiểm. Tình huống cứa lòng trong chân trái thuần thục không khác gì một cầu thủ thuận chân trái thực thụ của Trọng Hoàng. Quang Hải sút bóng, cú đá chìm. Pha dứt điểm của Đức Huy. Và gặp Việt Nam ở sân Mỹ Đình trong lượt trận cuối vòng bảng. Việt Nam vẫn đang cố gắng gây sức ép. Đường chuyền của Trọng Hoàng. Tuy nhiên có cảm giác là các cầu thủ chúng ta đang vẫn bị vội ở những tình huống xử lý, cần sự chính xác và bình tĩnh hơn. Cầu thủ áo đỏ đã có mặt rất nhanh. Và đó là tình huống dâng cao của Đình Trọng. Là sẽ có vé vào bán kết. Và vị trí của chúng ta sẽ là nhì bảng. Đánh đầu. Wow! Tiến Linh đã lập công. Đó là pha bóng mà chúng ta chờ đợi ở cầu thủ của BKM Bình Dương vừa phối lên đội V-League 2018. BKM Bình Dương của Tiến Linh là đội bóng đã vô địch quốc gia năm 2018. Và tại bán kết, Bình Dương đã hạ đội Hà Nội rất mạnh, khi đó đã vô địch V-League. Pha bóng rất xuất sắc của Tiến Linh. Người truyền vào là Trọng Hoàng, một người cũng đã từng chơi cho BKM Bình Dương. Đây là hình ảnh lần đầu xuất hiện tại sân đấy. Trước đây chỉ thấy ở sân Mỹ Đình thôi. Hồng Duy rất thuận lợi, bình tĩnh. Vâng, bình tĩnh là sẽ có bàn thắng. Bởi vì chúng ta đã nhìn thấy cơ hội quá thuận lợi rồi. Khi liên tục được xếp ở vị trí tiền vệ trung tâm, rất nhiều ý kiến cho rằng cần phải tạo cơ hội để Quang Hải thể hiện tốt hơn khả năng tấn công của mình. Và đây chính là trận đấu như vậy. Khi mà Hồng Duy đã vượt qua đối phương và tiến xuống sát đường biên thì chúng ta đã nhìn thấy cơ hội. Hồng Duy đã vượt qua cầu thủ Chin Chuen.
niềm vui có thể nói là rất dễ thương của các cầu thủ trẻ. Hồng Duy từng là một quân bài được ông Park Seo sử dụng tốt. Lúc này bộ đôi trung vệ của Campuchia vẫn là Soi Visan số 5 và số 25 Hong Phen. Quang Hải đánh đầu không vào, lại là pha dứt điểm trên không của Tiến Linh. Sút bóng, cú đá rất có nét. Pha dứt điểm của trung vệ Đình Trọng. Đình Trọng là trung vệ luôn có thể đeo bám rất quyết liệt. Như dân bóng đá vẫn nói thì Đình Trọng là cầu thủ hậu vệ luôn sống với những tình huống, kể ở khi bóng chưa đến khu vực nguy hiểm của đội nhà nhưng vẫn phát. Văn Đức sút bóng vào. Tỷ số trận đấu được đưa lên 3-0. Như chúng tôi đã phân tích cái đây ít phút, Văn Đức vừa mới pha sút bóng quyết đoán và rất bất ngờ. Pha xoay người sút bóng, thủ môn đội bạn hoàn toàn mất phương hướng. Văn Đức cũng đã có những tình huống kết thúc ở trận đấu ngày hôm nay, nhưng đến bây giờ thì cầu thủ màu số 20 của Việt Nam mới thành công. Thủ môn Umitet đã bị khuất tầm nhìn. Văn Đức xoay người bất ngờ, bóng đi kín. Một pha xử lý xuất sắc của cầu thủ đang thi đấu cho Sông Lam Nghệ An. Có thể là những người ông cần mài sắc hơn ở những phút còn lại thì ông sẽ cho vào. Thêm một pha dứt điểm. Cú đá của Tiến Linh. Pha lên bóng của đội tuyển Việt Nam, rất nhiều khoảng trống. Văn Quyết không được. Tôi có mặt cỏ tốt,